Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Động. Và hôm trước thì mình có làm một video về chiếc iPhone 4S. Thấy anh em cũng khá là hứng thú với lại cái chủ đề mà iPhone xưa cũ. Nên hôm nay mình đã mang tới cho các bạn một chiếc iPhone 4S cộng 1 là 5S. Rồi, và mình tin chắc rằng đây chính là chiếc iPhone mà rẻ nhất, đâu đó tầm khoảng 2 triệu thôi nếu mà giá trên thị trường bây giờ, mà vẫn có thể chơi tốt được Liên Quân này, rồi có thể chơi được PUBG luôn. Và hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại và xem thử năm 2020 rồi thì chiếc iPhone 5S này còn làm được gì nha. Một phút dành cho quảng cáo. Và anh em nào đang có ý định sắm cho mình những chiếc iPhone chính hãng tại Thế Giới Động á thì mình cũng để ngay cái đường link ở phía bên dưới rồi nha, anh em nhớ nhấp vào. Đầu tiên đó chính là về thiết kế. Đây có lẽ là một cái thiết kế gây tranh cãi cũng như là bị đem ra chế giễu nhiều nhất. Và kiểu như có nguyên cả cái meme chế giễu rằng tới chiếc đời iPhone 10 rồi 20 nó sẽ dài ra như cái kiếm để các bạn có thể cầm đấu kiếm với nhau luôn. Nhưng mà thật may là điều đó đã không xảy ra. Nhưng mà thời gian đã trả lời tất cả cho chúng ta rồi. Cho tới bây giờ thì mình thấy rằng nhiều người lúc đó cạc khị về cái thiết kế của chiếc iPhone 5, 5S này á, thì bây giờ hầu như đều yêu thích ngược nó trở lại. Bởi vì cái thiết kế nhỏ nhắn nhưng mà vẫn sang trọng nè, chưa kể là còn có cái logo táo khuyết nữa, quá quyền lực luôn. Nó cầm gọn trong lòng bàn tay nè, bỏ vào túi quần, túi áo cũng chả có cấn gì cả, rất là thoải mái để mang đi, chứ không bự chà bá và nặng trịch như là những chiếc smartphone màn hình bự như bây giờ. Và một điều nữa ở phần thiết kế mà mình cực thích đó chính là cái thiết kế vuông vức của nó, không bị bo cong nè. Các bạn có thể dễ dàng đặt nó trên mặt bàn mặt phẳng mà không cần kê thêm một cái gì cả. Chưa kể là nó được làm từ kim loại nguyên khối, sờ vào thì cực kỳ là đã. Và chiếc iPhone 5S trên tay mình đây thì do thời gian cho nên nó cũng bị hơi xước xát nè, vẫn bị cấn móp một số chỗ. Nhưng mà nhìn chung tổng thể là cái thiết kế này khá là chắc chắn và bền bỉ theo thời gian. Tuy nhiên một số cái nhược điểm nho nhỏ đó chính là nó hơi bé, nó bị lọt thỏm trong cái lòng bàn tay của mình nên cầm vào sử dụng thì hơi khó chịu. Và do nó được làm từ nhôm nên đã có rất nhiều chiếc máy gặp hiện tượng đó chính là bị cong khi mà bỏ vào những cái túi nhỏ và chọc chội. Tới cái phần màn hình đó thì ở năm 2020 thì chắc chắn rằng chiếc iPhone 5S này sẽ rất kén người chọn. Bởi vì nó có một màn hình khá là nhỏ. Đa số chúng ta thì đều sử dụng quen những chiếc điện thoại có kích thước màn hình lớn từ 6 inch trở lên. Nhỏ thì cũng đâu đó tầm khoảng 5,5 inch. Nhưng mà chiếc iPhone 5S này chỉ có màn hình là 4 inch mà thôi. Nên nói chung khi mà mình sử dụng vài tiếng đồng hồ thì mình cũng muốn bỏ chiếc điện thoại luôn rồi. Mà sử dụng thì chắc chắn thì cũng chỉ nghe gọi nhắn tin, chứ để phục vụ giải trí thì chắc chắn mình sẽ thu với lại chiếc điện thoại này rồi. Tuy nhiên đồ Apple mà, cho nên nó đắt thì nó cũng tốt thôi. Cho tới tận năm 2020 rồi nhưng mà cái màn hình này mình dám chắc rằng về cái độ hiển thị nè, màu sắc nè, chi tiết nè, độ trong trẻo thì con iPhone 5S này nó vẫn tuyệt vời và nó sẵn sàng nó đè bẹp hết tất cả những chiếc điện thoại Trung Quốc trong tầm giá từ 2 cho tới 3 triệu sở hữu màn hình HD cộng luôn. Về cái phần mà hệ điều hành á thì chiếc iPhone 5S của chúng ta cố lắm thì cũng chỉ dừng lại ở iOS 12 được thôi. Nó không thể nào mà lên iOS 13 được bởi vì một số lý do về phần cứng. Nhưng mà mình thấy đây cũng là điều chẳng gì phải lăn tăn cả, bởi vì iOS 12 trên chiếc iPhone 5S thì nó cũng hơi lag rồi. Chứ nếu mà lên iOS 13 nữa thì thôi, chắc chỉ có chết. Tuy nhiên thì nói vậy thôi chứ iOS vẫn là hệ điều hành mà mình khá yêu thích bởi vì giao diện sạch, dễ dùng. Và con 5S này cũng vậy, khi mà chạy iOS 12 á, thì nó cũng dễ dùng. Các tính năng cho tới đời iOS 12 vẫn được hỗ trợ rất là tốt. Bên cạnh hệ điều hành ngon á, thì cũng phải có một phần cứng bên trong ổn để đáp ứng được cái điều đó. Và chiếc iPhone 5S của chúng ta đây thì đã mang trong mình một cái cấu hình gọi là của ông cụ luôn rồi, với con chip Apple A7 và 1GB. 1GB. Đúng là 1GB. Và thật sự thì chiếc 5S của chúng ta chỉ có 1GB mà thôi. Tuy nhiên chớ có dại dột mà đi cạc khị điều này, bởi vì 1 hay 2GB đối với lại iPhone thì nó không nói lên điều gì cả. Apple đã tối hóa rất tốt cho những chiếc smartphone của mình nên phần cứng và phần mềm của nó như là hòa lại là một, việc đa nhiệm trên 1GB vẫn khá là khủng khiếp. Và thậm chí nó còn hơn 2 hay là 3GB trên những chiếc Android Trung Quốc nữa cơ. Và con chiếc Apple A7 thì đã 7 năm tuổi rồi, nhưng mà khi mà mình sử dụng chiếc iPhone 5S này thì nó vẫn thể hiện rất là mượt mà,
không hề bị khựng lại khi mà các cử chỉ vuốt chạm của mình. Và thậm chí nhiều anh em vẫn đang sử dụng con này để mà đánh liên quân, thì phải nói cái con chip này nó sống dai như đĩa luôn rồi. Còn về camera thì tuy sở hữu thông số cấu hình không cao lắm, ở mặt sau là một camera chính với độ phân giải là 8 megapixel, và camera trước là chỉ có 1,2 megapixel mà thôi. Nhưng mà cái tốc độ chụp nhanh này ảnh cho ra cực kỳ là ổn. Và mình có vài đứa bạn vẫn còn xài con này. Nó thì như thị nở nhưng mà chụp ảnh lên Facebook thì như là Ngọc Trinh luôn. Và hỏi ra thì mới biết nó vẫn đang sử dụng những chiếc iPhone 5S để chụp ảnh mà thôi. Nó quá ảo diệu luôn đúng không? Còn về pin á, thì những chiếc iPhone của chúng ta nổi tiếng là đẹp trai, nhà giàu, nhưng mà bị yếu sinh lý. Và đối với lại chiếc iPhone 5S này đây á, thì nó còn chạy tới iOS 12 nữa, thì nó cực kỳ là ngốn pin. Các bạn cố lắm á, thì khoảng gần một ngày là đã thấy mạnh lắm rồi. Và cho tới năm 2020 rồi thì chiếc iPhone 5S theo mình á, thì vẫn khá là ngon, với là một thiết kế đẹp nè, một cái phần hệ điều hành ổn, phần cứng thì cũng tạm chấp nhận được, camera thì vẫn sắc nét đó, thì còn đòi hỏi được gì hơn nữa. Rồi, và video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Thầy Hồng nha. Và nếu như mà các bạn đang quan tâm tới những mẫu iPhone mới nhất thì đường link mình cũng đã để ngay phía bên dưới. Mình là Tấn Hồng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.